Cách thay đổi biệt danh cho người quản lý group Telegram. Bình thường quý vị sẽ thấy những cái tin nhắn của người quản lý group Telegram ở cái phần reply này. Nó có từ reply thì quý vị có thể thay đổi biệt danh cho họ như là người quản lý hoặc lễ tân hoặc bất cứ một cái danh từ nào mà quý vị muốn thay đổi, muốn thêm nó vào. Rồi thì quý vị sử dụng app Telegram trên điện thoại thì quý vị hãy vào cái phần setting rồi vào edit. Còn ở đây tôi sử dụng trên máy tính thì tôi sẽ vào cái phần cài đặt 3 chấm. Chọn vào Manager Group. Chọn vào Administrator. Ở đây quý vị chọn vào Administrator để thêm người quản lý. Đó, trường hợp ở đây ví dụ tôi đã thêm người quản lý group rồi. Thì bây giờ tôi sẽ chọn một người mà tôi muốn thay đổi biệt danh. Đây, ví dụ tôi chọn một người để thay đổi biệt danh. Rồi, quý vị để ý đến cái phần cuối cùng, nó có cái từ custom type. Đó, ở đây ví dụ nó mặc định là admin. Thì tôi có thể thay đổi là quản lý chẳng hạn. Đó, hoặc là bất cứ một cái danh từ nào mà quý vị muốn thay đổi nó. Rồi tôi sẽ chọn Save, chọn Cloud, chọn Saver. Ok. Thì mỗi lần những cái lần sau mà cái người quản lý cái group đó họ tương tác hoặc nhắn lên cái group này thì họ có cái biệt danh ở đây là quản lý. Ok. Rồi và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.